Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với nhật ký du học Nhật Bản. Mình là Đức Mai. Thì hôm nay là ngày 29 Tây tháng 1. Thì cũng mới là có khoảng mấy ngày Tết âm rồi thôi, ngày 14 Tết âm gì. Nhưng mà tình hình thì cũng khá là ban căng, các bạn biết ở Nhật Bản này thì cũng khá là gần Trung Quốc. Ngày hôm nay sẽ là chủ đề về bệnh Corona này. Thì các bạn thấy ở đây Nhật Bản ở đây rất là nhiều người Nhật thì cũng đã đeo khẩu trang vào rồi. Thì mình ngày hôm nay thì cũng sẽ phải đi đến những cái tiệm thuốc, những nhà thuốc ở đây để mua những cái khẩu trang này để đeo vào. Thì mình cũng chưa có chuẩn bị sẵn khẩu trang ở nhà. Thì giờ mình đang ở khu này là khu trung tâm của Nakano. Thì giờ hôm nay sẽ mời các bạn đi đến và mua khẩu trang cùng mình và xem tình hình khẩu trang như nào. Ở trên báo thì cũng có rất là nhiều cái tin trên mạng ấy, đều nói là người Trung Quốc là đến đây và ta mua những cái hàng về cái đồ khẩu trang này rất là nhiều để người ta dùng và người ta để mang về nước của họ nữa. Ok, giờ mình sẽ cùng đi mua nhá. Mình đang đứng ở trong cái quầy hàng của Daiso ấy. Thì như các bạn biết thì trong Daiso này các bạn có thể mua được những cái hàng khẩu trang y tế và những cái vật dụng mà có thể khử trùng các thứ cho mình được. Thì giờ mình đang ở trong cái Daiso và lát nữa thì ra ngoài ấy, thì mình sẽ nói rõ hơn là okay, mình vừa với những cái đồ gì ở trong cái Daiso này. Thì mình vừa mới vào trong Daiso, mình vừa mới thanh toán xong mấy cái món hàng ở trong cửa hàng Daiso đấy. Thì đây, cái này là quan trọng nhất, thì đây là cái mặt nạ này. Cái mặt nạ này đấy. Trong cái tấm mặt nạ này thì nó có khoảng tầm 7 tấm. Thì mình có thể sử dụng khoảng trong một tuần gì đấy. Tuy nhiên là có thể trong một ngày mình có thể thay mấy cái liền ấy. Nhưng mà có thể mình tiết kiệm thì mình đấy, một tính mạng quan trọng hơn thì có thể mình sẽ là thay đấy. Nhưng mà mình sẽ muốn đi mua thêm nữa, tại vì trong cửa hàng Daiso vừa rồi ấy, thì mỗi một người chỉ mua được có một cái thôi. Đó thì thêm cái nữa là mình ở mua đây thì có mình mua thêm cả mấy cái tấm giấy khăn giấy ướt, khăn giấy ướt mà nó có tẩm thêm cả cồn vào nữa. Thì như thế thì mình có thể lau tay cho mọi người, lau các cái đồ đạc chú ý các thứ ở những cái nơi công cộng ấy, các thứ đấy mình cầm có em cái đấy vào thì nó cũng yên tâm nữa khi mà mình đi học hay là đi làm nữa đấy. Thì cái đấy là hai cái mình mua rồi. Giờ thì mình muốn có một cái, các bạn để ý khi mà vào mấy cái chỗ công sở hay gì ấy, thì nó sẽ có mấy cái nước cồn ấy để mình phun mình xịt ra để rửa tay ấy. Thì cái đấy cũng là cái quan trọng, mình cũng phải mua thêm cả cái đấy nữa. Có rất nhiều cái thứ mà kiểu phải mua vào hôm nay luôn ấy. Mình cũng vừa mới vào trong một cái cửa hàng hiệu thuốc ấy để mua xem là có cái khẩu trang nữa không mà mình vào mình mua thêm ấy. Thì đấy nó cũng không có kiểu hết hàng rồi ấy. Thì cái khẩu trang mà để có thể khẩu trang y tế đấy thì giờ nó không còn nữa. Thì giờ mình sẽ phải đi đến chỗ khác, tiếp tục đi tìm xem dạng như là công nhận là nhiều chỗ, nhiều nơi bán hết sạch luôn rồi. Thì đây là một cái cửa hàng drugstore nữa, cosmetic nữa. Thì mình mới vào mua ở trong đấy thì giờ nó cũng hết sạch xanh xanh luôn. Giờ cái này nó cũng hàng dự trữ nó cũng không có nhiều luôn ấy. Mà mỗi lần có khi những cửa hàng nào mà người ta không hạn chế số lượng được mua ấy, thì người ta sẽ mua rất là nhiều luôn. Người ta mang cả mấy thùng về nữa. Thì mà ok, yên tâm là mình cũng đã có một số lượng nhất định ở đây rồi, cũng không sợ cho lắm. Nhưng mà quan trọng là vẫn phải đi mua hơn, mua thêm một tí nữa, không như này thì chết dở. Đi đông cửa hàng nữa, mình qua chắc cũng phải tầm 50 cửa hàng rồi ấy, thì hầu như là thấy không có nhiều. Có những cái mà khẩu trang mà nó màu đen không ấy, nhìn nó màu đen không ấy, cái loại đấy thì chưa chắc đã tốt đâu các bạn nhá. Cái loại đấy thì nhìn trông nó chỉ nhìn thế thôi, nhưng mà nó không phải là y tế, nó là kiểu là thời trang hay là nó là ấy gì thôi ấy. Thì nó kiểu không ăn thua, thì mình vẫn thích cái loại nào mà có màu trắng này nó sẽ vẫn sẽ là tốt hơn rồi ấy.
bạn xem đây, nó cũng đã hết luôn khẩu trang luôn rồi. Mọi người đến đây toàn lắc đầu kiểu này. Cái đội đến ngày mai nữa thì chắc là mới có hàng nữa. Ở đây cũng giới hạn là mỗi người chỉ được mua có 3 cái thôi mà cũng đã hết như thế này rồi. Công nhận là thực sự là rồi, cái mặt hàng này nó đang rất là hiếm ở Nhật này luôn ấy. Các bạn cũng đã thấy thì vừa vào trong cửa hàng siêu thị Life này thì mình cũng đã mua thêm được một số những cái đồ khác nữa để về nhà. Mình có thể lau chùi cho bát đĩa của mình ấy, và những cái để cho giống như kiểu là tủ lạnh rồi là lò vi sóng, những cái gì mà mình ăn vào bây giờ ấy. Đấy, bát đĩa nữa, những cái gì mà để mình đồ mình ăn vào bây giờ thì mình nên nghĩ là phải khử trùng đi. Cái gì bây giờ mà nó có cái chất khử trùng ấy, cái thứ ấy là tốt nhất là mình thực sự là bây giờ mình đang rất là cần để mua những cái thứ đấy luôn đấy. À, giờ mình sẽ mua một cái nữa, mình nghĩ là giống như kiểu cái rửa tay nữa, một cái xà phòng rửa tay nữa. Ok, okay thì bây giờ mình cũng vừa đã mua xong cái nước rửa tay nữa luôn rồi, cũng khá là ok. Thì nói chung là cũng để kết thúc clip ngày hôm nay ở đây thì cũng là được rồi, mình cũng mua được khá là nhiều thứ để có thể bảo vệ bản thân. Thì lúc nãy mình cũng có hỏi luôn là cái bác bán hàng ở đấy là ngày mai ta quay trở lại thì liệu là nó có mặt nạ nữa không ấy, thì bác ấy bảo là ngày hôm nay cũng có khả năng là có đấy. Thế thì câu hỏi là hôm nay là mấy giờ đã bán hết sạch xong những cái mặt nạ kia, thì bác ấy bảo, bác trả lời luôn là buổi sáng sớm cái là mọi người đã đến mua hết luôn rồi. Nên bây giờ mình này là cũng khá là chậm ấy đó. Thì bây giờ mình đã đeo cái khẩu trang này lên trên mặt này, thì mình đeo trên mặt này mình cảm thấy như kiểu là tự tin lên hẳn luôn ấy, không kiểu bị sợ như nãy giờ đi mà không đeo khẩu trang thấy cảm thân mình nó cũng hơi bị lo ngại sợ. Bây giờ thì cũng đỡ hơn rồi. Và thì đây nó sẽ có một cái tiệm mà thuốc cuối cùng của mình sẽ vào ngày hôm nay để xem như thế nào. Thì nói chung là để trải qua những cái năm ngày tháng mà bị như này thì cũng rất là sợ luôn. Ở Nhật này cũng là có 3 ca bị bệnh rồi. Có một cái ông taxi lái xe bus mà ông ấy không có liên quan gì với Trung Quốc luôn mà ông cũng còn bị. Thì ok, thì mình hôm nay cũng để kết thúc cái clip này ở đây. Thì hy vọng mọi người sẽ trải qua những năm tháng gọi là hơi rùng rợn này cách an toàn nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.